Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015. Tại thành phố Đà Lạt, thì trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Sơn đã tổ chức cuộc thi Hành trình theo dấu chân Bác dành cho học sinh khối lớp 9, lớp 10 và lớp 11. Cuộc thi này nằm trong kế hoạch chương trình ngoài giờ lên lớp dành cho khối Trung học phổ thông năm học 2014-2015. Với 3 phần thi Bác Hồ với Nam Châu, Người trong trái tim ta và Ngàn lời ca dân người, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia tích cực và đầy đủ của hơn 800 học sinh thuộc 3 khối lớp này. Đây cũng là nỗ lực của Ban giám hiệu nhà trường nhằm đa dạng hình thức sinh hoạt truyền thống theo chủ điểm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.